Tại cửa hàng Jam & Bean này, ông chủ Doc Lee không chỉ phục vụ mỗi món kem. Hey man, thank you for your service. Ông còn đang phân phát những tấm bảng ủng hộ ông Trump để người dân tại vùng Grand Rapids cắm trước sân nhà. Những tấm bảng này được phát miễn phí, đổi lại họ muốn chúng tôi ủng hộ ông Trump. Ông nói rằng chính lòng yêu nước là điều thúc đẩy ông tình nguyện tham gia vào chiến dịch của ông Trump. Tôi yêu đất nước này và nhiều người khác cũng vậy. Có nỗ lực nhằm chia rẽ nước Mỹ, chúng ta đang trong một cuộc nội chiến. Cách đó 15 km tại trụ sở Đảng Dân Chủ quận Kent, các tình nguyện viên đang được huấn luyện để thực hiện các cuộc gọi. Để động viên cử tri đi bỏ phiếu. Kết quả bầu cử năm 2016 rất xí xào, 2020 cũng vậy, và tôi không thấy bất kỳ chỉ dấu nào cho thấy tình hình trong năm 2024 sẽ khác đi. Đội ngũ tình nguyện viên là chìa khóa để chiến thắng tại Michigan, Đảng Dân Chủ cho biết họ cảm thấy tự tin. Kể từ khi tham gia Đảng Dân Chủ cho tới nay, tôi chưa từng thấy những tình nguyện viên đã và sẽ tiếp tục năng nổ cho chiến dịch tranh cử của chúng tôi đông đảo như vậy. Phía Cộng Hòa cũng vậy. Chúng tôi đã tiếp cận hàng ngàn hộ gia đình mỗi tuần. Đây là một chiến dịch thực địa phi thường. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì có quy mô lớn như vậy ở Michigan. Michigan là bang chiến trường có thể ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris hoặc xoay sang phía cựu Tổng thống Donald Trump. Cùng với Wisconsin, Pennsylvania, Nevada, Arizona, North Carolina và Georgia, đây là những bang mà các ứng viên giành chiến thắng với cách biệt 3 điểm phần trăm hoặc ít hơn vào năm 2020. Mỗi khối cử tri đều là chìa khóa trong một cuộc bầu cử xích sao. Có một số khối cử tri nhất định mà chúng tôi cho rằng sẽ nghiêng nhiều về một phía. Nhưng chắc chắn bạn cần đảm bảo mình nhận được phiếu bầu của họ. Vì vậy, chẳng hạn Đảng Dân Chủ cần đảm bảo rằng họ có được sự ủng hộ vững chắc và rộng lớn của người Mỹ gốc Phi trong bang. Đảng Cộng Hòa cần đảm bảo rằng họ nhận được phần lớn phiếu bầu từ những cử tri tin lành. Với 15 phiếu đại cử tri trong số tối thiểu 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng, không có gì ngạc nhiên khi Michigan được cả hai ứng cử viên hết sức tranh thủ khi mà kết quả thăm dò cho thấy cuộc đua đang ở thế cân bằng. Bà Harris đã đến bang này 4 lần kể từ khi trở thành ứng viên của Đảng Dân Chủ hồi tháng 7. Ông Trump cũng đã đến đây 9 lần trong mùa bầu cử này, bao gồm 5 lần nội chỉ trong tháng trước. Trong một buổi trả lời cử tri mới đây ở Flint, ông Trump tập trung vào vấn đề xe điện giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc, một mối lo đối với cánh công nhân chế tạo ô tô của Michigan. Nếu tôi không thắng, ngành công nghiệp ô tô sẽ tiêu vong. Trong vòng 2 đến 3 năm, tất cả sẽ biến mất. Và tôi biết các bạn đã được tăng lương thêm một chút. Điều đó không có nghĩa, điều đó không đáng gì cả. Bởi về lâu dài, ngành công nghiệp chế tạo sẽ lụng bại. Công đoàn United Automobile Workers là lực lượng chính trị chủ chốt của bang và đã ủng hộ bà Harris, nhưng bà phải đối mặt với trở lực từ phía những người Mỹ gốc Ả Rập vốn phẫn nộ với cuộc chiến ở Gaza. Michigan là nơi có tỷ lệ người Mỹ gốc Ả Rập cao nhất cả nước. Mới đây tại Detroit, bà Harris không đề cập đến vấn đề Gaza. Bà nhấn mạnh những nỗ lực hạn chế phá thai của Đảng Cộng Hòa, chủ đề vốn mang đến nhiều lợi thế cho phe dân chủ. Một số vị nghị sĩ tại quốc hội bang và kẻ đầu têu là một cựu tổng thống Mỹ nghĩ rằng chính họ, chứ không phải các bác sĩ hay y tá, mới quyết định xem khi nào các bệnh nhân cần được chăm sóc y tế. Đối với cả hai ứng viên, để có thể giành chiến thắng tại Michigan, họ cần khối cử tri trung thành đi bỏ phiếu, đồng thời giành được sự ủng hộ của số ít cử tri vẫn còn đang do dự.